Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong thời lượng của tin mới. Hãy cùng dành ra ít phút mỗi ngày để lắng nghe những tin tức nóng nhất, những sự kiện đã diễn ra trong kênh tin mới. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Trung Quốc nóng mắt khi Philippines tăng cường hiện diện ở Biển Đông. Thưa quý vị, Philippines vừa qua đã ra lệnh cho quân đội tăng cường hiện diện ở Biển Đông, viện dẫn mối đe dọa đối với một đơn vị đồn trú sau các hoạt động gần đó của Trung Quốc. Động thái của Philippines diễn ra 2 ngày sau khi truyền thông đưa tin rằng Trung Quốc bắt đầu cải tạo trái phép ở quần đảo Trường Sa. Bộ Quốc phòng Philippines cho biết hôm thứ Năm, bất kỳ sự xâm lấn nào hoặc việc cải tạo các thực thể ở đó đều là mối đe dọa đối với an ninh. Bộ Quốc phòng Philippines không nêu rõ bản chất của các hoạt động được giám sát của Trung Quốc, nhưng quân đội Philippines nói rằng các cuộc tuần tra trên không do hải quân của họ đã quan sát thấy các tàu vấn quân Trung Quốc ở những khu vực này. Philippines đã nhiều lần cáo buộc lực lượng bảo vệ bờ biển và dân quân bị Trung Quốc quấy rối và tấn công các tàu đánh cá và các tàu khác trong khu vực. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos khẳng định ông sẽ không để Trung Quốc trả đạp lên các thuyền hàng hải. Trung Quốc đã phớt lờ phán quyết năm 2012 từ một tòa án của Liên Hợp Quốc rằng yêu sách tuyên bố chủ quyền toàn bộ Biển Đông của họ là vô lý. Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã xây dựng các đảo nhân tạo trên các dạng san hô, đồng thời xây dựng các cơ sở quân sự và đường băng. Bloomberg đưa tin hôm thứ Ba trích dẫn các hình ảnh vệ tinh từ các quan chức Mỹ rằng các bờ đất mới đã xuất hiện ở Trường Sa trên các đảo nhỏ như Edad Reef, Wilson Reef, Lakiam Cay và Sandy Cay. Một tuyên bố của quân đội Philippines cho biết hôm thứ Năm rằng các cuộc tuần tra trên không và hải quân thường xuyên của họ đã quan sát thấy sự hiện diện dai dẳng của các tàu dân quân Trung Quốc xung quanh các khu vực được nêu trong bài báo của Bloomberg. Theo Bloomberg News, Trung Quốc đã quân sự hóa và phát triển các cảng, đường băng và các cơ sở hạ tầng khác trên các dạng san hô, đảo và bãi đất đang tranh chấp trong khu vực mà nước này đã kiểm soát từ lâu. Các quan chức phương Tây đã tiết lộ những bức ảnh đầu tiên được biết đến của một quốc gia làm điều này trên lãnh thổ mà quốc gia đó chưa chiếm đóng. Họ cảnh báo rằng hoạt động xây dựng gần đây nhất của Bắc Kinh thể hiện nỗ lực thúc đẩy một diễn biến mới. Theo các quan chức giấu tên, Bắc Kinh đã tiến hành các hoạt động xây dựng tại 4 thực thể không có người ở tại quần đảo Trường Sa. Trong thập niên qua, các đội tàu đánh cá đóng vai trò là lực lượng dân quân biển trên thực tế do Bắc Kinh kiểm soát. Họ cho biết một số cồn cát và các cấu trúc khác trong khu vực gần đây đã tăng kích thước lên gấp 10 lần dựa trên bản đồ năm 1947. Với những dấu hiệu mơ hồ được gọi là đường chín đoạn, Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với hơn 80% diện tích Biển Đông. Trong quá khứ, họ đã khẳng định rằng họ có quyền chủ quyền để xây dựng trên lãnh thổ của mình. Khi Bắc Kinh tăng cường đầu tư vào các tàu hải quân và bảo vệ bờ biển để thực thi các yêu sách của mình, căng thẳng giữa Bắc Kinh và các bên yêu sách khác ở Biển Đông như Philippines, Đài Loan, Malaysia, Indonesia, Việt Nam và Brunei đã leo thang trong nhiều năm. Bộ Ngoại giao Philippines DFA quan ngại sâu sắc về các hoạt động cải tạo được báo cáo của Trung Quốc tại các dạng san hô không có người ở xung quanh quần đảo Trường Sa và Biển Đông. Trong một tuyên bố hôm vừa qua, DFA cho biết, chúng tôi vô cùng lo ngại về những hoạt động như vậy. Trái với cam kết tự kiềm chế của tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC và phán quyết trọng tài về Biển Đông năm 2016, căng thẳng trên Biển Đông vẫn tiếp diễn trong nhiều năm do yêu sách của một số nước trong khu vực đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Các quốc gia liên quan đến tranh chấp quyền sở hữu vùng lãnh thổ là Việt Nam và Trung Quốc. Ngoài ra, Brunei, Malaysia, Đài Loan và Philippines cũng tuyên bố chủ quyền một phần hoặc toàn bộ quần đảo. Ngoài vị trí chiến lược nằm ở ngã tư của Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa còn được các chuyên gia đánh giá là nơi tập trung trữ lượng dầu và khoáng sản lớn. Tại các hội nghị họp báo quốc tế, Bộ Ngoại giao Việt Nam luôn thể hiện rõ lập trường của Đảng, Nhà nước, Chính phủ về vấn đề tranh chấp ở Biển Đông. Hà Nội nhiều lần tái khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Theo đó, Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, phù hợp với luật pháp quốc tế cũng như chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tái phán đối với các vùng biển liên quan ở Biển Đông, vốn đã được xác lập phù hợp với Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982, UNCLOS 1982 cũng như Bộ Quy tắc ứng xử giữa các bên COC. Ngày 21 tháng 1 năm 2021, Trung Quốc đã thông qua luật hải cảnh cho phép lực lượng này sử dụng mọi phương tiện cần thiết, kể cả nổ súng để ngăn chặn các mối đe dọa từ tàu thuyền nước ngoài. Đạo luật còn cho phép hải cảnh Trung Quốc, tức cảnh sát biển, được phá công trình nước khác xây dựng trên các thực thể và kiểm tra các tàu nước ngoài trong vùng biển mà Trung Quốc nêu yêu sách chủ quyền.
hải cảnh Trung Quốc còn được trao quyền thiết lập các vùng cấm di chuyển khi cần thiết để ngăn các tàu thuyền và người đi vào. Hành động thông qua luật hải cảnh của Bắc Kinh đã phản ánh sự đối lý của họ trong vụ kiện tại Tòa trọng tài năm 2016 khi tòa án bác bỏ chủ quyền của Trung Quốc với đường chín đoạn phi pháp bao trọn 90% diện tích Biển Đông. Trong thực tiễn, Trung Quốc đã không có định nghĩa rõ ràng với các vùng biển thuộc quyền tài phán. Bắc Kinh cũng không nêu rõ những khu vực được coi là vùng biển thuộc quyền tài phán. Trung Quốc từng tìm cách sử dụng lực lượng hải cảnh để thực thi quyền tài phán ở các vùng biển xung quanh đá chữ thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Mục tiêu chính của động thái này cũng như hoạt động của Trung Quốc trong khu vực Biển Đông nói chung là tác động đến hơn 3,7 triệu người dân của các quốc gia liên quan đang kiếm sinh kế dựa vào quyền tiếp cận Biển Đông. Trung Quốc hiểu rằng hành vi thái độ của cộng đồng này sẽ quyết định liệu Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS năm 1982 được duy trì ở Biển Đông hay bị phá bỏ để phục vụ tham vọng hàng hải của Bắc Kinh. Luật hải cảnh là đạo luật được xây dựng nhằm uy hiếp răn đe các quốc gia xung quanh Biển Đông và Biển Hoa Đông và cho thấy Bắc Kinh sẵn sàng hành động cứng rắn. Đó là tín hiệu răn mặt cảnh báo các bên không thách thức hoạt động của lực lượng hải cảnh Trung Quốc tại những khu vực vốn nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của các quốc gia Đông Nam Á. Luật hải cảnh này được thông qua sau khi Trung Quốc hợp nhất một số cơ quan thực thi pháp luật dân sự trên biển để lập Cục Hải cảnh năm 2013. Cục Hải cảnh Trung Quốc đứng dưới quyền lực lực lượng vũ cảnh, trực thuộc Quân ủy Trung ương Trung Quốc vào tháng 7 năm 2018. Giới chuyên gia cho rằng ngoài việc tiềm ẩn ngoại giao pháo hạm, đạo luật mới còn cho thấy nguy cơ Trung Quốc lạm dụng lực lượng hải cảnh, vốn được quân sự hóa mạnh mẽ với nhiều loại chế tài hạng nặng để phục vụ cho các yêu sách chủ quyền phi lý trên Biển Đông. Sử dụng đại dương một cách hòa bình và không dùng vũ lực là một trong những nguyên tắc quan trọng nhất trong UNCLOS năm 1982 cũng như Hiến chương Liên Hợp Quốc và nhiều điều luật quốc tế khác. Các bên tham gia UNCLOS trong đó có Trung Quốc cần tôn trọng nguyên tắc này và không sử dụng vũ lực, lực lượng quân sự vượt quá phạm vi được quy định trong luật pháp quốc tế. Việc đạo luật có thể áp dụng trong những vùng biển mà Trung Quốc nêu yêu sách chủ quyền bao gồm cả đường chín đoạn phi pháp trên Biển Đông, từng bị tòa trọng tài bác bỏ năm 2016. Mọi biện pháp thực thi luật Trung Quốc trong khu vực phi pháp cũng là hành động phi pháp. Hải cảnh, lãnh hải, phần lớn trách nhiệm trong hoạt động cưỡng ép tại các vùng biển gần Trung Quốc, đạo luật này cần được xem xét chặt chẽ theo quan điểm của nhiều quốc gia trong và ngoài khu vực, nhất là một số nước lớn có lợi ích ở Biển Đông. Ông Blinken nhấn mạnh, Mỹ bác bỏ các yêu sách hàng hải của Trung Quốc ở Biển Đông bởi chúng vượt quá các vùng biển mà Trung Quốc được phép tuyên bố chủ quyền theo luật pháp quốc tế như được quy định trong UNCLOS năm 1982, đồng thời cam kết sát cánh với các bên tranh chấp Đông Nam Á trước sức ép từ Trung Quốc. Nhiều nước sẽ tiếp tục phản đối chính sách bành trướng của Bắc Kinh ở Biển Đông. Những lời đe dọa sử dụng vũ lực đơn phương của Bắc Kinh là điều đáng lo ngại. Chúng có thể làm gia tăng đáng kể nguy cơ và chạm vào xung đột trên biển. Trong năm 2022, Trung Quốc tiếp tục gia tăng các hoạt động trên thực địa như tập trận bắn đạn thật, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên Biển Đông. Vi phạm chủ quyền, quyền tài phán của một số quốc gia xung quanh Biển Đông trên cơ sở quy định của hệ thống luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc, quy định của UNCLOS và các thỏa thuận của khu vực. Là thành viên thường trực của Liên Hợp Quốc, thì Trung Quốc phải tôn trọng chủ quyền của Việt Nam. Không được phép tiến hành các hành động làm gia tăng căng thẳng, làm phức tạp tình hình và ảnh hưởng tới hòa bình ở Biển Đông và khu vực. Tuân thủ quy định của các nước trong tiến hành đàm phán bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông giữa ASEAN và Trung Quốc. Bạn có suy nghĩ gì về những diễn biến mới đây trên Biển Đông? Hãy để lại ý kiến của các bạn dưới phần bình luận. Bản tin của tin mới đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên nhấn nút thích, chia sẻ và đăng ký kênh để tiếp tục cập nhật những bản tin mới nhất tiếp theo trên kênh của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại! Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Kính chào và hẹn gặp lại!